the music of freedom. Yo, speak on the mic. Ready? Let's go. Con trai kinh của mẹ muốn mua được chiếc xe. Xem tiền mẹ không có nên ai nói gì nó cũng không nghe. Không nghe. Con trai kinh của mẹ tìm trò chơi mới mẹ. Tụ tập theo bạn bè cho nên ước mơ trở thành quái xe. Vì nó là con trai kinh của mẹ nó. Nên muốn gì là phải có, con trai cưng đam mê làm rất kinh bôi dù gia đình phạt. Vì nó là con trai cưng của mẹ nó, hay nghe theo đám tạ gió. Ở nhà ba mẹ hay mắng mỏ nên lúc nào cũng muốn bỏ ra đi. Con trai đam mê về tốc độ, con trai thích xe cộ móc bô. Con trai chưa bao giờ bị té trừ khi lũ bạn bất ngờ chạy đến show. Từ bé thì mẹ nó đi làm công nhân, gia đình lục đục ba má xem ly thân. Tụi nó còn nhỏ công ty không ai nhận, xin làm quán nhậu mà cũng không ai cần. Gọi nó là Việt Nam rất kinh bôi, xe nó chạy vô mẹ đổ mồ hôi. Gọi nó là Việt Nam rất kinh bôi, gây ra hậu quả chỉ mình mẹ đến thôi. Việt Nam rất kinh bôi, đi xa chân mất tiêu hết đồng đội. Mẹ lo kiếm tiền nên đời nên lạc lối, mặc cho xã hội xin xói là con hư. Con trai xin hơi bị tốm vì mang cái tội hay làm phiền hàng xóm. Thích tốc độ mà thích được ngưỡng mộ, nẹt bô mất đầu chủ yếu để lấy xấu. Rồi gây tai nạn khi đó sẽ thế nào, bà mẹ cũng bay quay lại giúp hay sao? Ai sẽ tâm lý đến khi mình gặp chuyện, trong khi mình nằm viện bà già mày trả tiền. Đủ lớn để làm thì đủ lớn để chịu, mày đủ lớn để học phải đủ lớn để hiểu. Đủ sức chia tay ra xin tiền thì phải đủ trân trọng, không dùng tiền đó mua sĩ diện. Hãy để tâm hồn là thánh đường, đừng biến nó thành cái sở thú. Để bao nhiêu bạn bè hay bao nhiêu vật chất thì cuộc đời của mày nó cũng sẽ không bao giờ đủ. Con trai kinh của mẹ, muốn mua được chiếc xe. Xin tiền mẹ không có nên ai nói gì nó cũng không nghe. Con trai cưng của mẹ, tìm trò chơi mới mẻ.